Khôi rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Khôi kể chuyện. Ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng đến với tập 2 của bộ truyện Báo ứng, tác giả Trân Trần. Và đây cũng là tập cuối rồi. Khôi xin được cảm ơn quý cô chú anh chị đã lắng nghe bộ truyện này xuyên suốt 2 tập qua. Và ngay bây giờ, Khôi xin bắt đầu nhé. Mặt trời vừa ló dạng, ánh nắng chiếu vào trong nhà qua từng khe hở của những vách lá đã gần như mục nát. Út Tiên bị ánh nắng làm cho tỉnh dậy, thân thể cô mệt mỏi rã rời. Đêm qua, vì bị bệnh sốt rét hành hạ nên cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Đầu đau như bú bổ, cô lồm cồm bò dậy nhìn khắp nhà mà không thấy bà ngoại đâu. Ngoại ơi! Ngoại ơi ngoại! Ngoại ơi! Cô cố gắng lê lết đi khắp nhà nhưng vẫn không nhìn thấy bà của mình đâu. Cô tự nói với chính mình. Ủa, ngoại đi đâu mất tiêu vậy ta? Chắc là tại mình á, ngoại thấy mình bệnh nên tự chống xuồng đi chợ rồi chăng? Út Tiên đinh ninh là như vậy nên cô đi ra chiếc giường tre ở trước nhà ngồi chờ bà về. Bỗng cô nghe có tiếng ghe máy chạy tới trước bờ đất nhà mình thì dừng lại. Bóng của một người phụ nữ bước lên. Út Tiên thấy người này liền mỉm cười nhẹ nhàng nói: Hôm nay dì Tư đi đâu mà ghé nhà con chơi vậy? Dì Tư ngồi xuống đây đi, để con vô nhà pha trà cho dì uống. Người đến là mẹ của hai hậu. Gương mặt bà hớt hải, tỏ vẻ sợ sệt hoang mang. Bà đi nhanh đến chỗ Út Tiên hỏi: Út Tiên à, ngoại con đâu rồi? Dạ, hồi tối con bị sốt rét hành nên ngủ hồi nào không hay. Sáng dậy là thấy ngoại mất tiêu rồi. Chắc ngoại ra chợ mua gì ngon về nấu cho con ăn dưỡng bệnh á gì. Dì ngồi chờ chút đi, lát ngoại con về liền bây giờ á. Tư Dẫu nghe xong, gương mặt hốt hoảng, lòng bà như đang bị lửa thiêu đốt. Bà nói: Không phải vậy đâu con, chắc là ngoại con có gặp chuyện rồi. Gặp chuyện? Ngoại con gặp chuyện gì vậy dì? Dì nói cho con biết đi. Tư Dẫu thấy Út Tiên đã bắt đầu mất bình tĩnh nên bà liền nắm lấy đôi bàn tay đang run rẩy của cô lại và bắt đầu kể. Hồi lúc trời vừa tờ mờ sáng, dì đi ra bờ sông chờ ghe hàng của con lên để mua ít đồ. Ai dè, dì nghe mấy bà đi từ ngã ba sông lên nói là có một chiếc xuồng bị lật ở ngã ba sông, nằm xích lên một chút. Không biết là xuồng của ai. Họ kêu dì có rảnh thì chèo ghe xuống đó xem chiếc xuồng được người dân kéo lên bờ thử coi có biết là của ai hay không. Họ thấy trên xuồng có rất nhiều lỗ thủng, bao nhiêu đó họ suy ra là tối qua có xảy ra một cuộc xô xát hoặc là có người hãm hại đến chủ của chiếc xuồng. Dì nhìn vào chiếc xuồng đã bị thủng vài chỗ thì biết ngay chiếc xuồng đó là của con. Dì thấy có vài người đàn ông đang ra sức lặn tìm chủ xuồng quanh khu vực đó đó. Bên công an cũng đã có vài người xuống xem tình hình và kết luận ban đầu là chủ chiếc xuồng đó nghi bị mất tích. Dì thở lặn tìm mãi mà vẫn chưa thấy xác của ai ở đó cả. Bởi vậy dì mới lại đây ngay để xem hai bà cháu có còn ở nhà không nè. Bay lại chỗ đó đi, người ta đang bu rất đông để chờ xem đó. Út Tiên nghe xong thì gục ngã xuống đất. Ở cái nơi miền Tây sông nước này, nhà ai cũng đều có một chiếc xuồng hoặc là những chiếc ghe lớn nhỏ giống nhau. Nên mỗi nhà đều làm một vài ký hiệu ở trên chiếc xuồng và ghe của mình để không bị nhầm lẫn với người khác. Cô lẩm bẩm: Không, không thể nào. Ngoại con sẽ không có chuyện gì đâu. Dì Tư ơi, dì dẫn con đến chỗ đó đi dì Tư. Cô không còn bình tĩnh được nữa. Đêm qua, ngoại cô còn rất mạnh khỏe kia mà. Tư Dẫu và Út Tiên lên xuồng đi nhanh đến đó. Đến nơi, cô thấy có ba người đang cố gắng lặn mò tìm xác của chủ xuồng. Út Tiên quá đau lòng nên đứng đó ôm mặt khóc. Không có chuyện đó đâu. Cho dù có bị trục trặc gì, ngoại con cũng biết bơi mà. Sao có thể chết được cơ chứ? Mấy chú ơi, mấy chú ráng tìm ngoại con giùm đi. Ngoại con chắc chắn sẽ còn sống mà. Út Tiên nói trong nấc nghẹn vì sự việc thật là quá phũ phàng đối với cô. Có vài chiếc xuồng khác cũng đang đậu xung quanh đó xem tình hình. Có người cất tiếng lên nói: Đêm qua tôi tính đi giăng câu mà thấy nước chảy xiết quá. Đã vậy còn thêm trời mưa to, sóng chớp đánh giang cả trời. Xuồng của bà Bảy Hoa còn bị thủng mấy lỗ to thế này thì làm gì mà còn sống nổi. Huống hồ
đôi dép của bà còn nổi lềnh bềnh trên mặt nước nữa kia kìa. Theo tôi thấy là bà ngấm củ tỏi ở dưới đó luôn rồi, chứ làm gì mà có chuyện bị mất tích nữa. Út Tiên biết bà Bảy có thói quen lên xuồng sẽ cột đôi dép vào chiếc xuồng chứ bà không mang lên bờ. Vì thế chiếc xuồng được đưa lên thì đôi dép còn ở đó chứ không thể nào trôi đi được. Cô không hề phản bác câu gì. Có một người nữa đứng kế bên dây qua hỏi người vừa nói. Ông hay quá hen. Vậy nếu bà ngẫm cụ tỏi ở chỗ này, vậy sao mò hoài mà chưa tìm được xác? Hồi tối nước chảy xiết quá trời, đã vậy trời còn mưa ầm nữa chứ. Chăng cái xác cũng bị nước cuốn đi chỗ khác rồi, chứ làm gì còn ở đây mà tìm thấy chứ. Út Tiên nghe xong câu nói, liền bất lực đồ nhảy xuống sông tìm bà của mình. May mà có bà Tư Dẫu ghì chặt cô lại. Trời ơi! Là ai? Là ai đã ác nhân thất đức hãm hại ngoại của tôi? Là ai? Út Tiên không thể giữ được cái đầu lạnh trong hoàn cảnh này. Cô la hét đòi tìm bà và không chấp nhận được sự thật là ngoại bị hại rồi mất tích. Cô dùng dàn và khóc lóc thảm thiết. Đêm qua, vừa bị bệnh sốt rét nhẹ hành hạ thân thể yếu ớt, giờ lại phải chịu cú sốc tinh thần quá nặng làm cho thân thể cô không chịu được. Cô ngồi đó khóc lên thảm thiết cho đến khi ngất lịm đi. Út Tiên đang ngồi bó gối trên chiếc giường tre trước cửa nhà. Cô khóc như chưa từng được khóc. Miệng cô lẩm bẩm. Ngoại ơi! Ngoại đâu rồi? Ngoại về với con đi ngoại. Con nhớ ngoại lắm. Cô vừa khóc, vừa nói bằng giọng nghẹn ngào không thành câu. Bỗng từ dưới sông, có một bóng hình bước lên, giọng âm gian. Út Tiên! Ngoại về rồi nè! Nghe được âm thanh quen thuộc, cô liền ngước mặt lên xem. Là ngoại của cô đây mà. Nhưng sao chân của bà lại lơ lửng trên không, chẳng chạm được đất. Bà Bảy Hoa thấy cháu mình nhìn vào chân của bà, không tránh khỏi sự ngạc nhiên. Bà nói. Con đừng sợ, ngoại sẽ không làm hại con đâu. Út Tiên nước mắt tuôn rơi lã chả, bước từng bước đến chỗ của bà. Cô hỏi bà mà đau lòng quặn thắt. Ngoại! Ngoại chết rồi hả? Chân của ngoại sao vậy? Sao nó lại không chạm đất? Ngoại đừng có làm con sợ nha ngoại. Cô đừng có khóc. Thấy con khóc á, ngoại đau lòng lắm. Là ai? Ai đã làm cho ngoại ra nông nỗi này? Con phải đưa người đó ra chính quyền để họ phải trả giá. Út Tiên nhào đến, ôm ngoại của mình vào lòng khóc lên nức nở. Bà Bảy không nói gì, bà chỉ nhẹ nhàng cười. Rồi đưa tay vuốt ve mái tóc mượt mà của cháu gái mình. Út Tiên nói. Sao ngoại không chịu nói? Ai đã hại ngoại? Con phải tìm kẻ đó cho bằng được. Trước giờ hai bà cháu mình chưa từng đắc tội với ai. Tại sao lại có kẻ hãm hại tàn nhẫn đến như vậy? Bà Bảy không trả lời, chỉ nhìn Út Tiên bằng đôi mắt hiền từ mà nói. Từ nay không còn ngoại bên cạnh. Con hãy cố gắng sống thật tốt. Thằng Khải là người tốt, nó yêu con thật lòng và ngoại cũng rất là thích nó làm cháu rể. Sau này con và nó chắc chắn sẽ hạnh phúc. Ngoại sẽ luôn theo dõi và phù hộ cho hai đứa. Còn chuyện người hãm hại ngoại là ai, lý do gì sao, con không cần phải quan tâm. Tự khắc ba ngày nữa con sẽ hiểu. Con hãy nói với mọi người là đừng tìm xác của ngoại nữa. Chừng nào ngoại xong việc mà ngoại cần làm thì ngoại mới chịu lên. Con nghe ngoại dặn nè, ở dưới giường nằm của ngoại có một cái hộp gỗ, trong đó là tiền mà mấy năm nay con đưa cho ngoại cất giữ. Số tiền đó ngoại muốn làm của hồi môn cho con đi lấy chồng, để nhà chồng không xem thường. Con phải nhớ giữ gìn và sử dụng số tiền đó cẩn thận. Đừng buồn và cũng đừng khóc. Ngoại sẽ cứ mãi dấn dương mà không thể đầu thai được đâu. Sẽ có người thay thế ngoại chăm sóc con tốt hơn cả ngoại. Vừa nói xong, bỗng bà Bảy lùi dần về phía sau rồi biến mất. Út Tiên chạy theo kêu gào. Ngoại, ngoại,
Ngoại ơi, ngoại ơi, đừng bỏ rơi con mà ngoại. Đừng bỏ cô lại một mình mà ngoại. Ngoại ơi, ngoại ơi, ngoại ơi. Út Tiên giật mình tỉnh dậy từ giấc mơ. Cô nghe có tiếng kêu bên cạnh. Tiên, Tiên à, tỉnh dậy đi con. Cô mở mắt ra, nhìn thấy dì Tư Dẫu đang ngồi bên mép giường mà lay người gọi cô dậy. Thấy cô tỉnh dậy, bà hỏi. Bay nằm mơ thấy cái gì á mà mớ dữ vậy? Hóa ra vừa rồi chỉ là một giấc mơ. Út Tiên ôm mặt khóc lên thảm thiết rồi nói. Dì Tư ơi, lúc nãy ngoại về. Ngoại về đó dì Tư. Bay nằm mơ thấy cô Bảy hả? Bà đã nói gì với bay mà bay mớ rồi quơ tay loạn xả hết vậy? Út Tiên ngậm ngùi vừa khóc vừa kể lại cho Tư Dẫu nghe toàn bộ lời nói của bà Bảy vừa rồi. Tư Dẫu nghe xong thì vô cùng ngạc nhiên. À, vậy là cô Bảy về báo mộng cho con rồi đó Út Tiên à. Trong chuyện này chắc chắn có uẩn tình. Nếu ngoại của con đã nói vậy thì chúng ta chờ thêm 3 ngày nữa xem sao. Dạ, nhưng mà... Bỗng cô tuột ngay xuống giường, chạy ngay vào trong buồng nơi mà bà Bảy ngủ lúc còn sống. Tư Dẫu thấy vậy cũng chạy theo. Bà thấy Út Tiên quỳ thấp người xuống, khung đầu nhìn xuống gầm giường, rồi đưa tay mò mẫm. Một lát sau, Út Tiên lôi từ trong đó ra một cái hộp gỗ. Quá xúc động, Út Tiên ôm cái hộp gỗ đó khóc sướt mướt. Đây có thể là di vật cuối cùng của bà Bảy để lại cho cô. Mở chiếc hộp ra, Út Tiên không tránh khỏi sự ngạc nhiên khi thấy bên trong là một xấp tiền dày cộm. Nhiều đây đoán chừng có thể xây luôn một căn nhà mới và mua thêm một miếng đất nhỏ. Tư Dẫu có chút lạnh mình, không phải vì số tiền lớn, mà là vì Út Tiên kể bà Bảy có nhắc đến số tiền này. Vậy là bà Bảy hiển linh về đây báo mộng là sự thật. Tuy chưa tìm được xác của bà, nhưng những điều mà bà Tư và Út Tiên đang chứng kiến đã thêm phần chắc chắn là bà Bảy đã không còn sống trên đời này nữa rồi. Út Tiên tin những lời mà bà ngoại của mình nói. Lúc sinh thời, tính tình của bà rất cứng rắn và công minh. Có ơn ác trả, có thù ác báo. Bà sẽ không bao giờ để cho cháu gái của mình chịu thiệt thòi, và bản thân bà cũng vậy. Tư Dẫu an ủi tinh thần của cô xong thì khuyên cô nên nằm xuống nghỉ ngơi. Con yên tâm mà nghỉ ngơi đi. Nãy có đốc tờ đến khám, nói con bị sốt rét nhẹ, lại cộng thêm cú sốc tinh thần quá nặng, nên thân thể rất yếu. Phải cố gắng nằm nghỉ để hồi phục, nếu không bệnh sẽ càng nặng thêm đó. Chuyện của bà ngoại con cứ để cho dì lo. Bà ấy cũng là cô họ hàng của dì mà. Mọi người ở đây rất lo cho con. Họ sẽ không bỏ con lại một mình đâu. Với lại con còn có thằng Khải nữa mà. Nghe nhắc đến Khải, Út Tiên có chút khựng lại. Cô hỏi. Anh Khải biết chuyện chưa gì? Nó biết rồi. Dì vừa gọi cho nó. Nó nói nó sẽ thu xếp lên ngay lập tức. Nó lo cho con lắm á Út Tiên à. Dạ con mệt rồi. Con muốn ngủ thêm chút nữa. Ờ, vậy dì ra ngoài thông báo với bà con tình hình sức khỏe của con để mọi người bớt lo. Bà Tư Dẫu đi rồi, còn lại một mình, Út Tiên lại bắt đầu nằm đó mà khóc. Cô biết cái xóm này nghĩa tình lắm, lương thiện lắm, nhưng cô đã đắc tội với ai để họ phải đối xử tệ bạc với cô như vậy? Út Tiên nằm đó, cố gắng nhớ lại dạo gần đây cô có đắc tội với ai hay không. Suy đi nghĩ lại, thì rõ ràng cô chẳng có đụng chạm gì đến ai cả, ngoại trừ anh em nhà thằng Phi. Anh em nhà đó trước giờ nổi tiếng ích kỷ nhỏ nhen, chẳng lẽ chỉ bao nhiêu đó chuyện mà họ lại muốn mang tiếng sát nhân hay sao? Bên này, hai thằng Phi và Điểu vừa ngủ dậy thì đã nghe giọng nói oang oang của má nó vừa đi chợ về kể lại với hàng xóm xung quanh chuyện phát hiện chiếc xuồng và chủ xuồng mất tích. Vừa nghe xong thì hai anh em nó đều lạnh người run rẩy. Phát hiện nhanh như vậy sao? Chuyện chỉ mới vừa xảy ra hôm qua thôi mà. Thằng Điểu thấy anh mình ngồi bên cạnh sợ sệt đến nỗi mặt xanh chành thì day qua trấn an. Anh nó sợ cái gì? Yên tâm đi, tan chứng giật chứng chúng ta phi tan hết rồi mà. Mẹ nó, tao nhớ lại cái cảnh hồi tối mày cầm cây sào đánh vào đầu bả chảy máu tùm lum là tao nổi hết da gà. Kêu sao mà không sợ mày? Nghĩ lại mới thấy
mày gan thiệt á. Thằng Điểu nhanh tay bịt miệng anh mình lại, rồi nghiến răng ken két, nói: Ông im đi, bộ muốn người bên ngoài nghe đặng chết chùm hả? Tốt nhất là trước khi muốn nói cái gì đó thì ông ấy nên uống lửa vài lần đi, rồi hãy mở miệng nói chuyện. Nếu không thì... Thằng Điểu đưa tay ngang cổ, làm động tác cưa cổ, khiến cho thằng Phi giật mình. Nó nghĩ, không lẽ nó em ruột mình mà nó dám giết mình luôn hay sao? Thằng Điểu nói xong thì rời đi nhanh chóng. Nó vào nhà tắm chuẩn bị thay đồ thì nhìn thấy chiếc lắc vàng trị giá cả cây vàng của mình đã biến mất. Nó giật mình tím mặt vì chiếc lắc đó là nó mượn của thằng bạn thân chí cốt trên Sài Gòn mang về đây để lấy le với bà con lối xóm xung quanh. Thằng Điểu đi ngay vào phòng của thằng Phi, giọng gấp gáp nói: Chết mẹ rồi anh hai ơi! Phi đang nằm suy nghĩ sâu xa thì bị thằng em làm cho giật mình. Nó liệu: Chết mẹ! Mẹ tao chết! Cái gì chết? Thằng Điểu thấy đang trong lúc cấp bách mà anh mình như vậy thì cảm thấy bực bội lắm. Cha nội này, cái tật liệu liệu không bỏ à? Mẹ chết hồi nào mà ông la làng dữ vậy? Bả mà nghe thấy là bả vô chửi cho thúi cái đầu bây giờ. Vậy chứ mày đang nói ai chết? Là tôi chết trước đây nè. Cái lát vàng 24 trị giá một cây của tôi á rớt ở đâu mất tiêu rồi. Thằng Phi nghe vậy thì giật mình. Trời đất, một cây vàng là hơn 50 triệu đó con. Mày bỏ ở đâu ra mà mất? Ráng mà nhớ lại coi. Rõ ràng là đêm qua tôi vẫn còn đeo khư khư trên tay á, mà làm sao... Như chợt nhớ ra điều gì đó, thằng Phi kề miệng sát lỗ tai của em mình thì thầm hỏi: Có khi nào á, hồi tối mày cầm cây sào đánh vào đầu của bả, rồi bả quơ tay mạnh quá nên làm rớt chiếc lắc ra hôn? À, cũng có thể là vậy lắm. Vậy tối nay á, anh đi ra đó với em một lần nữa nghe. Thôi, mày đi ra đó một mình đi. Nhắc tới là sống lưng tao lạnh cống rồi nè. Nhát gan vừa vừa thôi cha nội. Anh biết bơi chứ tôi có biết bơi đâu. Nhắc đến chuyện biết bơi hay không thì thằng Phi lại cảm thấy tức. Mẹ nó từ nhỏ đã thiên vị thương thằng em hơn thằng anh. Lúc Phi còn nhỏ mới học có lớp 3 thì đã bị bà bắt phải nghỉ học đi làm để phụ bà nuôi thằng em ăn học. Miệng bà luôn có một câu bất hủ khi hai anh em tranh giành với nhau bất cứ một thứ gì, đó là: Phi à, mày là anh hai nên mày phải biết nhường cho em mày chứ. Nó còn nhỏ có biết cái gì đâu, mà mày lại đi giành giật với nó làm chi ba cái thứ giặt giảnh này. Trong khi đó, thằng Điểu chỉ cách anh mình có 2 tuổi chứ mấy. Cho đến khi lớn lên thì thằng Điểu học lớp 12 rồi nghỉ học đi làm. Nó được mẹ gửi nó lên nhà cậu Sáu ở Sài Gòn làm việc nhẹ lương cao mà không biết là công việc gì. Mỗi lần thằng em nó về đều rủng rỉnh tiền đưa cho má, làm cho bà ấy mừng húng, lại càng thiên vị nó hơn cả Phi. Vì suốt ngày chỉ lo ăn học, học xong thì đi xa, nên thằng Điểu làm gì mà có thời gian để được học bơi như nó. Từ lúc nghỉ học, nó phải đi mò tôm mò cá, nên chuyện bơi lội nó rành như trong lòng bàn tay. Cho đến bây giờ, Phi vẫn còn bị đối xử như vậy. Anh cũng rất biết an phận, không dám làm phật lòng má mình và thằng em trai mà nó nửa thương nửa ghét này. Quay lại cuộc nói chuyện của hai anh em, Phi bực bội xoay mặt chỗ khác, nói: Ai biểu mày không chịu học bơi chi? Mẹ có cho học bơi đâu mà học. Từ nhỏ tới giờ mẹ bác phải lo học, học xong thì đi làm nuôi gia đình, chứ tôi cũng được sung sướng gì như anh đâu. Vợ anh giúp tôi đi, rồi đợt sau tôi về sẽ năn nỉ mẹ cho anh đi làm chung với tôi, anh chịu không? Mày nói thiệt hả? Phi mừng rỡ dây qua hỏi em mình. Nó gật đầu chắc nịch, làm cho Phi có thêm dũng cảm vì tương lai được tự do của anh. Được rồi, vậy tối nay á, tao sẽ lợi chỗ đó lặn tìm giúp mày. Mày nhớ là phải giữ lời hứa đó nha. Chỉ cần anh tìm được chiếc lắc đó thì cho dù anh có muốn cái gì á, thì tôi đều sẽ cho anh. Thằng Phi mừng rơn trong lòng. Thằng Điểu rất có tiếng nói trong nhà, nhất là đối với má của hai đứa. Nó mà xin, chắc chắn bà ấy sẽ đồng ý cái rụp liền. Phi chỉ biết nằm đó cười tủm tỉm, chứ anh đâu biết trước được đó chính là con đường đi đến cửa tử của mình. Khoảng hơn 10 giờ tối, Phi nhắm chừng giờ này, chắc là tất cả thợ lặn tìm xác của bà Bảy cũng đã về nhà nghỉ ngơi hết rồi. Canh lúc người trong nhà đã ngủ hết, nó đi đến tủ quần áo,
lấy ra một bộ đồ màu đen để đi đêm sẽ không bị ai phát hiện. Giờ này, nước sông cũng đã ròng, rất dễ để nó mò tìm chiếc lác. Nó đi nhẹ nhẹ ra khỏi nhà, bước xuống cái xuồng nhỏ, chống sào bơi đi. Đến gần nơi bà Bảy gặp nạn, thì nó dừng lại, neo chiếc xuồng ở gần đó, rồi rời khỏi xuồng lặn xuống nước. Lặn hụt được một chút, thằng Phi thấy hơi đuối, nên ngồi lên khỏi mặt nước thở phì phò. Lặn từ nãy tới giờ cũng đã hơn nửa tiếng đồng hồ rồi, mà chẳng nhìn thấy chiếc lác ở đâu. Nó tức giận chửi đổng một câu. Con bà nó, lặn như một con chó vậy đó, mà chả thấy được cái con mẹ gì ráo trội à. Bỗng có một bàn tay cầm chiếc lác vàng quen thuộc mà nó hay thấy thằng Điểu đeo trên tay đưa cho nó mà hỏi. Cậu trai trẻ, cậu đang tìm cái này hả? À, đúng rồi, sao bà tìm được hay vậy? Vừa hỏi xong, nó nhìn lên thấy một gương mặt quen thuộc mà nó đã gặp vào hồi tối hôm qua. Không ai khác, đó chính là bà già tội nghiệp mà hôm qua hai anh em nó đã sát hại. Bà Bảy gương mặt trắng bệch nhìn nó cười quái đản, giọng bà âm gian lanh lảnh. Chiếc lạc này á là hôm qua em trai của cậu làm rơi đó mà. Nè, tôi trả cho cậu nè, cậu lấy đi. Gương mặt trắng bệch của bà Bảy bỗng thay đổi thành một gương mặt có đầy máu. Máu từ trên đỉnh đầu chảy xuống ướt cả khuôn mặt gầy gò ốm yếu của bà. Thằng Phi sợ hãi tột độ, miệng lắp bắp trả lời. Tôi không lấy đâu, bà mau tránh ra đi. Nói xong, nó lần mò lại lên xuồng, nhưng không được, bởi vì chân của nó đang có một bàn tay lạnh ngắt nắm chặt. Hơi lạnh từ dưới phát lên, làm cho Phi kinh hãi. Anh cố gắng dùng giãy để hất bàn tay đó ra, nhưng càng dùng giãy thì cơn đau lại càng tan dần. Tiếng cười của bà Bảy vang lên lạnh cả tóc gáy, bà hỏi như đang trêu ghẹo. Đi đâu vậy? Ở lại đây chơi với bà đi con. Bà đợi hai đứa bay đến đây từ sáng đến giờ đó. Không, không. Bà ơi, bà tha cho con đi mà bà. Mọi chuyện không phải là chủ ý của con đâu. Đúng rồi, là thằng Điểu. Là nó muốn hại cháu gái của bà té sông, rồi nó cứu lên làm nhục cho thằng bồ cháu của bà phải ân hận. Chứ tụi con không hề có ý muốn giết người đâu bà. Là nó giết bà, chứ con đâu có giết hại gì bà đâu. Bà tha mạng cho con đi. Có gì thì bà tìm thằng Điểu á, chứ đừng có tìm đến con. Tha à? Vậy sao hôm qua tao xin tụi bay tha mạng cho tao thì tụi bay không chịu? Tại không cần mày phải giải thích. Cho dù cái lý do mày đưa ra là gì thì tụi mày vẫn là cái thứ không có tình người. Mày biết cái thứ quý giá nhất của người con gái là gì hay không? Là trinh tiết. Trinh tiết đó. Hai đứa mày âm mưu làm nhục cháu tao thì khác nào tụi mày giết chết đi cái tâm hồn của nó. Nếu như hôm nay tao tha mạng cho mày thì mày có chắc sau này bọn bay sẽ không âm mưu hãm hại cháu tao nữa hay không? Con hứa, con thề. Con thề với bà mà. Con mà có chạm vào một sợi tóc của cháu bà thì con sẽ chết không toàn thây. Bà Bảy nghe xong thì ngửa mặt lên trời cười lên ha hả, nói. Rất tiếc, cho dù mày có hứa hay là thề sống thề chết đi chăng nữa thì nhân phẩm và lương tâm của mày làm gì có thể khiến cho tao tin được nữa cơ chứ. Bà Bảy đưa tay bóp cổ của thằng Phi thật chặt, như đang bóp cổ của một con gà chuẩn bị đem đi cắt tiết. Nó ằn ặc lên vài tiếng rồi ngất đi. Bà Bảy đẩy xác thằng Phi lên xuồng đẩy đi, rồi cười nhẹ nhàng nói. Bọn bay nhất định phải trả giá cho những hành vi ác nhân này. Nói xong, bà Bảy biến mất. Trong đêm tối, tiếng gió xào xạc thổi lên, nghe như có ai oán than khóc thầm. Nguyên một đêm, thằng Điểu nằm trong nhà, không thể nào chợp mắt ngủ được. Không phải nó lo cho an nguy của anh mình, mà nó lo không biết có kiếm lại được chiếc lác vàng để nó trả lại cho người ta không. Con mẹ nó, kỳ này không tìm được là nó lại tới nhà nó đòi cho bẻ mặt cả dòng họ cho mà coi. Đến khi trời gần sáng thì nó cũng vừa chợp mắt. Ngủ được một lúc thì bỗng bên ngoài
có tiếng la hét gào thét dữ dội. Thằng Điểu giật mình ngồi bật dậy chạy nhanh ra ngoài, vì tiếng ồn vừa rồi chính là tiếng la hét của má nó. Điểu chạy ra đến trước cửa thì thấy bà Lý đang nghe một người khác thông báo chuyện gì đó, khiến cho bà khủng hoảng như đang lo lắng chuyện gì lắm. Thấy Điểu đang đứng đó, bà đưa tay ngoắt nó lại, nói: "Điểu à, nhanh lên, mau đưa mẹ ra ngã ba sông, nhanh lên. Dì Tám lại báo nói là người ta thấy anh mày á nằm trên xuồng bất tỉnh kế bên chỗ bà Bảy vừa chết hôm qua đó." "Trời ơi, có khi nào á bà chết oan chết ức rồi về đây bắt thêm người đi theo bà nữa hay không? Nhanh lên đi con." Thấy má mình kêu gào như vậy, nó cũng lật đật làm theo. Hai má con đến nơi thì thấy thằng Phi còn đang được sơ cứu. Bác sĩ nói hơi thở của nó còn đang rất yếu ớt, nhưng vẫn có thể cứu được. Điểu nhìn khắp người Phi thì không thấy chiếc lắc vàng đâu, chắc là thằng Chả vẫn chưa tìm được. Xác bà Bảy vừa được dớt lên, cái xác đã trương phình, bốc mùi thối rữa lan cả một vùng. Người ta bu đến ngày càng đông. Khải đã lên lại nhà Út Tiên từ lúc nghe tin bà Bảy mất tích và được nghi là đã chết, nhưng đến nay vẫn chưa tìm được xác. Chuyện này đúng thật là rất kỳ lạ. Khải đã xin ba mình được ở đây một thời gian dài để phụ người thương của anh lo việc quan trọng. Ông Chính Hoàng vui vẻ đồng ý, vì Khải năm nay cũng đã trưởng thành, anh có quyền quyết định cuộc sống của chính mình. Khải cầm một chén cháo đến chỗ Út Tiên ngồi, anh nói: "Tiên à, em ăn chút cháo đi em. Qua dở em cứ đau buồn rồi khóc miết, chưa có miếng gì bỏ bụng hết. Cứ cái đà này á thì em sẽ không còn sức để tìm ngoại về nữa đâu." Đôi mắt cô sưng chùm bột lên rồi mà vẫn chưa dơi bớt được nỗi buồn trong lòng. Cô nói: "Anh để đó đi, lát nữa em ăn." "Lát nữa là chừng nào hả em? Nghe lời anh, ăn miếng đi, để có sức mà khóc tiếp." Khải nói như năn nỉ cô, làm cho Út Tiên cũng nguôi lòng. Cô nhẹ gật đầu, cầm chén cháo định ăn, nhưng Khải không chịu đưa, anh nói: "Để anh đút cho em ăn nghiêng." Có chút e thẹn, nhưng Tiên không nói gì. Cô nhẹ gật đầu, ăn từng muỗng cháo mà Khải đút cho cô. Trong đầu cô đang nung nấu một ý nghĩ khác. Ý nghĩ đó có thể khiến cho cô giải đáp nghi vấn. Chuyện bà Bảy quay về báo mộng, Khải cũng có được bà Tư Dẫu kể lại cho nghe. Đối với người khác, có thể họ không tin và cho rằng đó chỉ là một giấc mơ bình thường. Nhưng đối với anh, đó chắc chắn là sự thật. Và anh cũng như Út Tiên đang chờ đợi một điều gì đó có thể gọi là hy hữu chăng. Bỗng từ ngoài sân, bà Tư Dẫu và hai hậu gấp rút đi vào. Thấy Út Tiên và Khải đang ngồi đó, bà hớt hải nói nhanh: "Út Tiên à, hồi nãy dì mới đi chợ về, thấy người ta bu đông ở chỗ ngã ba sông. Tò mò quá nên dì có lại hỏi thăm, thì nghe người dân chỗ đó nói là đã vớt được xác của bà ngoại con lên rồi. Con mau lại đó xem như thế nào." Út Tiên nghe vậy thì không kịp nói gì thêm. Cô và Khải nhanh chân đi ra chiếc ghe máy của Khải, rồi chạy nhanh đến chỗ hiện trường. Vừa đến nơi, mọi người thấy cháu gái của nạn nhân đến thì cũng dẹt ra nhường đường cho cô tấp ghe vào. Công an đến hiện trường khám nghiệm tử thi xong thì cho kết quả là bà Bảy chết do vật cứng tác động mạnh vào phần đầu, gây chấn thương và nước tràn vào phổi. Nghe tiếng la hét của bà Lý ở bên cạnh đang kêu tên con mình, Út Tiên và Khải cũng vô cùng ngạc nhiên khi nhìn sang. Nghe nói lúc sáng, người ta phát hiện nó nằm trên chiếc xuồng nhỏ, đang nằm bất tỉnh nhân sự. Kế bên nó, xác của bà Bảy đang nổi lềnh bềnh trên mặt nước, khung cảnh nhìn thật gợn cả gai ốc. Thấy vậy, người ta tưởng là do nó đi ngang đây, thấy xác người chết nên kinh hãi quá mà ngất xỉu. Thấy bụng nó chỉ còn thoi thóp thở, vì thế họ hô hoán nhau đi kêu bác sĩ và công an đến ngay. Đáng lẽ công an khám nghiệm xong sẽ giao xác cho người nhà rồi quay về tra án, nhưng khi công an chuẩn bị ra về thì bỗng mẹ thằng Phi vui mừng hét lên: Tỉnh dậy rồi, may quá, trời cao có mát, nghe được lời cầu xin của con tạ ơn trời. Thằng Phi tỉnh dậy, nhìn khắp xung quanh với gương mặt phờ phạc. Đôi mắt nó như dại nhìn tất cả mọi người có mặt đang đứng đó, cho đến khi nó thấy cái xác đang thối rữa của bà Bảy thì hét lên, rồi chỉ tay về phía thằng Điểu, sợ hãi mà nói trong sự gấp gáp: Bà đừng có bóc cổ tôi nữa, đừng có giết tôi. Không phải là tôi giết bà đâu, là nó giết chết bà đó.
là nó lấy cây dầm đánh vô đầu bà, mặc cho bà cầu cứu gian sinh, chứ đâu phải là tôi đâu. Nếu bà muốn báo thù á, thì kiếm nó đi, chứ đừng có tìm tôi nữa, tôi sợ lắm. Thằng Điểu nghe những lời anh mình nói ra thì giật mình hoảng hốt, nó lắp bắp đáp nhanh. Anh im đi, anh nói bậy cái gì vậy? Tôi vô tội, tôi không có làm gì bà ta hết. Mọi người đứng gần đó và bà Lý cũng bất ngờ khi nghe những lời nói này của Phi. Cán bộ công an chưa kịp rời đi nên cũng nghe thấy tất cả những gì mà Phi nói. Họ quay lại đứng trước mặt của Phi và Điểu, nói: Lời của anh Phi nói có thật không? Phi nghe hỏi thì gật đầu lia lịa kể lại toàn bộ sự việc đêm đó. Phải, hôm trước tôi và nó có đụng độ với thằng đó và Út Tiên, cháu gái của bà Bảy. Tôi với nó mới ôm hận vì mất sĩ diện nên mới lập mưu định hãm hại con nhỏ đó, nhưng lại nhằm ngay vào bà Bảy. Ban đầu chúng tôi chỉ định nhấn chìm xuồng của con nhỏ đó rồi cứu nó lên mà làm nhục, thế mà không ngờ lại làm hại nhầm người. Bà ta thấy mặt của tôi và thằng Điểu trong lúc cấp bách, nó sợ là bà Bảy sẽ khai chuyện của nó và tôi ra bên ngoài nên liền cầm cây dầm lên đập vào đầu của bà Bảy liên tục, mặc cho bà ta đang kêu cứu thảm thiết. Đến khi bà ta ngất đi rồi chìm xuống nước thì bọn tôi bỏ về. Vậy tại sao sáng nay anh lại nằm ở đây? Phi lại chỉ tay vào mặt của Điểu mà nói tiếp. Sau khi quay về, nó lại nói là nó bị mất chiếc lác giá cả cây vàng. Nó không biết bơi nên nó kêu tôi đi tìm giúp nó, nhưng không ngờ lại gặp bà ta. Bà ta đòi bóp cổ tôi cho đến chết đó. Điểu phân trần. Cán bộ đừng có nghe thằng đó nói, nó bị điên rồi. Bà Lý cũng ra mặt bên giật con mình. Mong các anh xem xét kỹ lưỡng lại giùm tôi. Chắc anh trai nó vì hoảng sợ quá mà loạn trí nói nhăng nói cụi vậy thôi. Chứ con trai tôi ngoan ngoãn hiền lành, làm sao mà nó có thể giết người được chứ. Cán bộ công an nghiêm túc quay qua nói với bà. Chúng tôi chỉ là người thi hành công vụ, mọi quyết định đều phải dựa vào nhân chứng vật chứng. Bà yên tâm. Giờ thì tôi mời hai anh đây về trụ sở hợp tác điều tra. Cán bộ công an quay qua người đứng bên cạnh, ra lệnh. Tôi đưa hai người này về lấy lời khai trước, còn hai đồng chí quay lại nhà của hai người này tìm chứng cứ thêm để bổ sung cho vụ án. Rõ. Người bên cạnh hô lớn, rồi lập tức mời bà Lý dẫn về nhà để tìm thêm chứng cứ. Cả hai chiếc xuồng của nhà bà Lý cũng được giữ lại. Út Tiên đứng bên cạnh chứng kiến tất cả vụ việc. Cô đau lòng căm phẫn hét lên. Hóa ra là mày! Là mày đã hại chết ngoại của tao! Đồ tồi! Đồ cản bá! Khải thấy Út Tiên bức xúc quá nên kìm cô lại để không xảy ra thêm chuyện rắc rối. Em bình tĩnh lại đi Út Tiên. Mọi chuyện sẽ có pháp luật trừng trị bọn chúng. Trước mắt chúng ta nên đem thi thể của ngoại về lo ma chay rồi an táng cho ngoại đi em. Út Tiên nghe Khải nói có lý nên cô cố gắng bình tĩnh lại mà dây lại xác của bà Bảy khóc rấm rứt. Thằng Điểu Canh lúc mọi người còn đang nhốn nháo, hắn liền dùng dãy khỏi tay cán bộ công an định bỏ chạy. Mày định đi đâu? Tiếng nói âm gian phát ra, hồn ma bà Bảy xuất hiện trước mặt thằng Điểu, làm cho nó giật mình ngã lùi về sau, hét lên. Bà! Mày định trốn hả? Không trốn được đâu con. Cho dù mày có chạy đến cuối trời, thì tao cũng sẽ tìm và bắt mày về chịu tội của pháp luật trừng trị. Còn nếu như không được nữa, thì tao sẽ tự tay bẻ lọi cổ mày mà không ngại mang nghiệp vào mình đâu. Không ai nghe được những lời nói của bà Bảy phát ra, mà chỉ thấy nó bỏ chạy đi, rồi té ngã xuống nằm đó bất động, nhìn về khoảng xa xăm nào đó. Công an chạy đến, đè nó nằm sắp xuống bờ đất, rồi đưa còng số 8 vào cổ tay nó khóa lại, sau đó đưa nó về ngay trụ sở. Thằng Điểu sau khi bắt về trụ sở công an, nó ngồi trầm lặng rất lâu. Ai hỏi gì cũng không trả lời. Người ta lấy được dấu vân tay của bà Bảy trên mạng xuồng của nhà bà Lý. Đó là chiếc xuồng mà Phi hay dùng nhất. Và nơi bà Bảy chết, họ còn tìm được một chiếc lác bằng vàng. Qua khẳng định của bà Lý, đây chính là chiếc lác mà thằng Điểu hay đeo mỗi lúc về nhà. Nó coi như là báu vật, không dám tháo ra khỏi người. Qua đó kết luận được những lời mà Phi khai ra hoàn toàn là đúng, mặc cho thằng Điểu phủ nhận. Nhân chứng, vật chứng đều có đủ cả. Hắn không còn gì có thể chối cãi, nên đã tự thú nhận tất cả mọi chuyện, khai ra tại sao hắn lại làm vậy
và hắn làm như thế nào. Cuối cùng, tòa tuyên án xét xử hắn tội cố ý gây thương tích dẫn đến chết người, phạt tù 20 năm. Hình phạt này chưa đủ thỏa mãn sự tức giận và bức xúc trong lòng của Út Tiên. Nhưng nhìn lại nhà bà Lý chỉ trong vài ngày mà lụi tàn. Một đứa thì tù tội, một đứa thì lại trở nên điên khùng, phải đem vào bệnh viện tâm thần điều trị. Vì lúc còn ở nhà, Phi suốt ngày cứ nói năng lung tung, sợ người ta bóp cổ của mình, hoặc thấy người khác đến gần thì liền nhào đến bóp cổ người ta, có khi thì lại lục gian sinh. Hết cách nên bà Lý đành ngậm ngùi đưa con vào viện trị bệnh. Có thể đối với người khác họ thấy như vậy là chưa đủ, nhưng đối với Út Tiên, 20 năm tù tội sẽ là một hình phạt thích đáng để cải tạo được một con người. Đến khi ra tù, mong là Điểu sẽ cảm thấy ăn năn hối lỗi mà làm lại một con người tốt hơn, có ích cho xã hội. Còn Phi, tuy hắn chỉ là A Tòng với Điểu che giấu sự ác nhân thất đức của em mình, nhưng nghĩ lại, hắn ta cũng là một kẻ mang tội. Trong đám tang của bà Bảy, rất nhiều người dân trong xóm đã đến chia buồn với cô, còn có cả bà Lý. Bà ta đến trong tâm trạng hụt hẫng vô cùng. Bà quỳ xuống trước linh cữu của bà Bảy xin lỗi rất nhiều. Bà đã dạy ra những đứa con hư, bà là một người mẹ tồi tệ. Nhưng trời cao, đâu ai quyết định được số phận của chính mình sẽ như thế nào. Cha mẹ sinh con, trời sinh tính mà. Qua hôm sau, xác của bà Bảy lập tức được đem đến chùa để thiêu. Hài cốt của bà Bảy được Út Tiên đem lại chùa, cho bà ngày đêm nghe kinh tu hành, cho sớm được siêu thoát để được đầu thai lại làm kiếp người. Sau khi tang lễ của bà Bảy đã được hoàn tất, đêm đó bà Bảy lại quay về đi vào giấc mộng của Tiên. Trên người bà mặc một bộ áo dài màu đen nhung, tóc chải gọn gàng. Nhìn hình dáng bên ngoài của bà giống như lúc Út Tiên giao bà lại cho lò thiêu vậy. Bà cười hiền hậu, đứng từ xa nhìn cô trông rất vui vẻ. Kế bên bà còn có ông ngoại, ba và mẹ của cô. Họ đều nhìn cô cười vui vẻ. Út Tiên không nói được câu gì, cô chỉ ú ớ được vài tiếng thì họ liền biến mất. Trong giấc mơ vẫn âm vang lại một câu nói: con hãy nhớ lại những lời ngoại từng dặn dò ở dưới suối vàng. Ngoại sẽ luôn luôn dõi theo con. Mỗi năm ngoại đều sẽ về để ăn cùng với con cháu một bữa cơm gia đình. Thằng Khải là người tốt, bà tin là nó sẽ yêu thương chăm sóc con cả đời. Bà chúc con một đời bình an hạnh phúc. Hai dòng nước mắt của cô lan dài trên má, nhưng lần này giọt nước mắt đã không mang ý nghĩa đau buồn như lúc trước nữa. Giọt nước mắt này thể hiện cho sự hạnh phúc của cô. Mấy hôm trước, cô còn phát hiện trong tủ áo của bà là tờ giấy kết quả khám nghiệm. Cô biết bà bị bệnh ung thư xương. Nếu bà còn sống, bà sẽ phải chịu những cơn đau đớn thấu xương cho đến khi lìa đời. Trước sau gì, bà cũng sẽ mất. Chỉ là bà mất sớm hơn mà thôi. Hai năm sau, Út Tiên và Khải kết hôn trong sự chúc phúc của tất cả người thân bạn bè xung quanh. Đám cưới được tổ chức rất linh đình, vì ít nhiều gì Khải cũng là cậu chủ của một vựa trái cây lớn nhất nhì Vĩnh Long. Đương nhiên là đám cưới không thể sơ sài được. Trong ngày cưới, Khải và Út Tiên cười vui vẻ không khép miệng được, cả hai đều dâng trào hạnh phúc. Út Tiên chắc không thể nhìn thấy được, ở một chiếc bàn còn trống có bốn người đang ngồi đó chúc phúc cho cô. Sau đám cưới, y như rằng lời của bà Bảy đã nói, Khải hết mực chiều chuộng vợ của mình. Anh yêu thương cô còn hơn cả chính bản thân mình. Ông Chính Hoàng dần dần cũng đã giao tất cả việc làm ăn của mình cho Khải quản lý và tự do quyết định. Bao nhiêu năm lăn lộn trên thương trường, giờ đây ông đã có một số tiền rất khủng, đủ để ông sống từ đây cho đến khi trở thành cát bụi. Khác một trời một vực với sự viên mãn này là một khung cảnh ở trong tù. Có một câu nói bất hủ luôn đúng: gian sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Điểu vào trong tù nhưng vẫn không thay đổi. Cái tính hống hách sĩ diện, không xem ai ra gì, nên bị mấy người ở trong tù cùng phòng với hắn tẩn cho hết trận này đến trận khác mà vẫn chưa biết hối cải. Có lần hắn giành miếng ăn với người khác
mà bị đánh cho đến thừa sống thiếu chết. Sau hôm đó, hắn đã biết điều hơn, không dám cạnh tranh với những người tù khác nữa. 20 năm đối với hắn như một người thực vật, hắn đã rất hối hận, rất ăn năn. Hắn tự hứa với lòng rằng, sau khi ra tù, hắn chắc chắn sẽ làm lại một con người tốt để giúp ích cho đời. Nhưng đời thường không như là mơ. Sống ở trong tù được 10 năm thì hắn phát hiện mình bị ung thư phổi. Thế là chưa kịp làm lại cuộc đời thì hắn đã lìa đời. Cái kết của một kẻ ác nhân không bao giờ là tốt cả. Báo ứng sẽ đến, nhưng chỉ không biết là sớm hay muộn mà thôi. Còn Phi, sau khi điều trị ở bệnh viện tâm thần một thời gian thì tình trạng hung hăng của hắn đã giảm bớt rất nhiều. Hắn được bệnh viện cho về ở với người nhà, với điều kiện phải uống thuốc đều đặn và hạn chế đi ra ngoài. Giờ đây, Phi như một đứa khù khờ, suốt ngày chơi nghịch trong nhà, giống như một đứa con nít mới lên năm. Đôi khi đi ngang nhìn vào, người ta lại thấy tội nghiệp cho anh, rồi tự rút ra một bài học cho mình. Người đang làm, trời đang nhìn. Phải cố gắng sống cho thật tốt, đừng có mà vì một chút nông nổi bồng bột mà làm hại đến người khác, rồi cuối cùng chính mình mới là người chịu thiệt thòi.